Thôi ông im á mồm đi. Ôi bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Gamigui, hành trình full kẹt Yugi phần 10, phần cuối cùng. Hết series Yugi này thì mình chuyển sang đánh phần Kaiba nhé, đánh full kẹt Kaiba. Ở phần này thì tôi đánh mới nửa tiếng là tôi lụm được lá gần cuối rồi. Thấy ngon cơm quá, ai dè bị nó hành hết 2 tiếng mấy nữa, gần 3 tiếng nữa mới kiếm được lá cuối cùng. Đúng kiểu du ghi hành thì chứ. Rốt cục là tôi tốn 3 tiếng 12 phút đánh 23 trận với du ghi, lượm được lá cuối cùng. Lá gần cuối, Spicetra. Con này thuộc tộc rắn biển. Con này mà có bên du ghi Forbidden Memory bản PS1 á, ra con này là mừng húm. Nhưng mà bên đây con này 5 sao lận cho nên nó khá phế. Lá bài cuối cùng, Remove Trap. Lá này là quỷ một lá 7 lật ngửa ở trên sân. Trong Yugi The Destiny thì lá này chủ yếu để phá quỷ thần chú lục vong tinh. Nói chung là không có ngon bằng con Trap Master đâu. Vậy mà hành tao vãi thật chứ. Cuối cùng thì chúng ta cũng full được 100% bài của Yugi The Destiny. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và cùng đồng hành với mình trong series này. Tổng kết lại thì sau 10 video thì mình đánh tổng cộng là 17 tiếng 2 phút và 116 trận để full kẹt được Yugi The Destiny. Video tới thì mình sẽ làm series đánh với chủ tịch Kaiba nhé, mọi người nhớ đón xem. Mới vô mà thấy con thủ 2000 là thấy vui. Ở trong bản Yugi The Destiny này, nước đi đầu tiên mà tốt nhất là thủ 2000. Sau đó thì nó có thể tấn công và là phòng thủ. Đấy, nó đúng bài. Nước đi kế tiếp thì tùy theo bài trên tay. Ở đây thì tôi xả láng với nó luôn. Sau đó dùng kiếm sĩ ma thực lật lá lính chiến đá khổng lồ lên, hồi sinh cái con quái lại. Vả bơm bóp. Đấy. Ồ, ghê. Đấy, thế là mình kéo máu nó xuống còn 4.600. Kiếm sĩ ma thực. I end my turn. You're going to activate a spell card? Mammoth Graveyard, mộ dồi mammoth, xuất hiện lần đầu trong tập 4 anime Yu-Gi-Oh trong trận đấu với người côn trùng Haga. Là một con quái công 1.023 sao thuộc tính thổ và không có chức năng đặc biệt. Tuy nhiên trong truyện con quái này có tới 5 sao và mang thuộc tính bóng tối. Lá bài này cũng có một drama khá là to bự trong trận đấu giữa Yugi và Kaiba trước lâu đài của Pegasus. Khi đó Yugi sử dụng mũi tên ma thực để dùng dung hợp mộ dôi ma mút với rồng trái mắt xanh ba đầu. Sự không tương thích giữa hai thuộc tính ánh sáng và bóng tối khiến rồng trái mắt xanh ba đầu bị giảm sức mạnh mỗi lượt 1.200 điểm. Pha bài chất lừ này đã đi vào lịch sử của Yu-Gi-Oh và dù đã 25 năm trôi qua nhưng vẫn chưa ai có thể giải thích được ngoại trừ Yugi. Sư phụ! Mình sẽ xuống mình hy sinh kiếm sĩ ma thực, xong rồi mình vả thêm 3.300 nữa. Đấy rồi, bàn này chống vánh. Yugi mà không up bài là thấy vui rồi. Vẫn còn có 1.300 điểm gốc. Yes, this cái gì đây? I offer a monster on my field as a tribute. I call forth my summon skull. Thôi chịu hồi demon xui rồi. Rồng một vuốt là mình lật quân tiếp diện lên là chết nó rồi. Now, I'll set a card. Ê chà, tôi căng rồi đấy. Tôi định up Trap Master xuống diệt bẫy của nó. Nhưng mà nghĩ lại thì chắc up bức tường ảo ảnh đi. Nó đánh thì đưa ngược lại trên tay của nó. Beaver Warrior là một lá bài có cái tên quen thuộc trong truyện là Chuột Thành Tinh. Tuy nhiên tên chính thức của nó là Chiến Binh Hải Ly. Nhưng mà nhìn mặt thì giống chuột thiệt. Xuất hiện trong tập đầu tiên anime Yu-Gi-Oh trong trận đấu với Kaiba và bị ăn hành bởi con rồng trắng mắt xanh của Kaiba. Là một lá bài cao 1.200 và không có chức năng đặc biệt giống như những lá bài thời kỳ đầu của Yu-Gi-Oh. Là một thành viên của bộ ba ăn hành,
ba con quái xuất hiện chủ yếu là để đối thủ thủ hành nó và là để đối thủ thể hiện sức mạnh. Tần bị cấm sừng để tăng lên 1.900 sức tấn công trong trận đấu cuối cùng với Pegasus. Tuy nhiên cũng giống như người anh em quái thú quan giả, lá bài này đã bị ăn hành bởi người cá bắn cung của Pegasus. Khi kết hợp với lá 7 nước mắt mỹ nhân ngư khiến lá mộc sừng bị vô hiệu quá. Ta nói số nó nhỏ thôi rồi luôn. Đúng bài. Sẽ đẩy ngược hai con nó lên tay lại. Lát mà rút một con tấn công một cái là ảnh đi bụi. I end my turn. Đấy, 1.300. Ngon rồi. End game. What the hell man. It's not going to work. Trap hole. Dù ghi anh nếu kéo nữa chứ. Trong cái trường hợp vừa rồi á, thì tốt nhất thì chắc là để thủ, để cho nó tấn công mình. Nhưng mà phong cách của tôi đánh á, nhiều khi nó hơi máu quá cho nên đánh tè le hột me luôn, để cho ảnh cướp lợi thế gì cho mình. Ngon cơm. Quân tiếp diện. Ảnh còn 150 điểm. There must be something I can do. What? Nước sao là kết thúc game. Kết thúc chương trình tiền hành lên đây là hết. I activate my spell card. Card destruction. Có sự cố gắng. Quay bài kinh với bạn. Now, I'll set a card. Kiểu này chắc không thủ 2.000 quá. Ấp hà lá luôn. Ghê bại. Vả thử một cái kìa. Đấy. Thần chú lục dông tinh. Spellbinding Circle được biết đến với một cái tên quen thuộc trong truyện là thần chú lục dông tinh. Tên của nó có thể dịch là vòng tròn phong tỏ. Xuất hiện lần đầu trong anime Yu-Gi-Oh! Tập 10 trong trận đấu giữa Yugi và kẻ giả dạng Kaiba, là một trong những lá bài thời kỳ đầu của Yu-Gi-Oh! Và đã được thay đổi hình ảnh để phù hợp với quốc tế. Vì hình ảnh ban đầu của nó có chứa ngôi sao David, một biểu tượng thiêng liêng của đạo Do Thái và Israel. Khi kích hoạt, lá bài này có tác dụng khóa một con quái không thể thay đổi tư thế thành tấn công hoặc phòng thủ. Là một trong những lá bài bị giảm sức mạnh thê thảm nhất trong Yu-Gi-Oh! Khi chuyển sang game. Trong anime, lá bài này ngoài việc khóa quái của đối thủ thì còn có thể giảm tới 700 sức tấn công. Một hiệu ứng không thể xem thường và khá mạnh trong Yugi Destiny. Trong phim mạnh nhiều ngoài phế bấy nhiêu. Khóa quái. Giờ nó tấn công cái là đi bụi. Bình tĩnh mà nghe. Không sao. Pha này thì tôi tính là nước sau mình sẽ lật con kia lên đánh end game luôn. Hết pin. Ai chà. Quá bô cu nữa. Phật dạy chúng ta cần có sự buông bỏ. Ai bò à. Thôi ông im à mồm đi. Ôi bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Thôi. Nói kiếm sĩ ma vực ra lâu đúng bài thế. Ở ấp láng nữa. Nguy hiểm vậy. Ây da. Pha này đánh ra thì chắc cũng ngẫm. Nước sao mà bạn ra con yếu yếu một cái là ngẫm củ tỏi nha bộ. I end my turn. You're going to activate a spell card? Ngăn chặn phòng thủ. Stop defense, ngăn chặn phòng thủ. Xuất hiện lần đầu trong anime Yu-Gi-Oh! Tập 18, được Bon sử dụng trong trận đấu giữa Chonouchi và Bon trên bàn đấu nghĩa trang. Lá bài này hay bị nhầm lẫn với lá bài 7, tê liệt phòng thủ. Có cùng hình ảnh nhưng là bài 7 được sử dụng bởi kẻ giả dạng Kaiba. Khi kích hoạt, lá bài này sẽ chuyển một quái ở thế phòng thủ sang tấn công. Nếu quái đó úp và có hiệu ứng lật thì kích hoạt hiệu ứng như bình thường. Được đánh giá là một lá bài không mạnh sau này. Tuy nhiên, nó là lá bài phổ biến nhất mà ai cũng phải có khi đấu ở trên đảo của Pegasus, vì lực ở trên đảo không cho phép tấn công trực tiếp người chơi. Trong Yugi The Destiny, lá bài này có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng đổ bê tông xây lô cốt của Yugi khi trên tay của bạn không có lá bài đủ mạnh. Với hiệu ứng đã nói, lá bài này có một tác dụng khá hay là cưỡng chế đối thủ sử dụng lá có hiệu ứng lật, và đôi khi điều này khiến đối thủ
phải tự bóp chính mình. Một đơn pha đánh khá là thốn. Phần thắng đã thuộc về mình rồi, Ebo à. Chiến thắng là gì tay anh. What the f***, man? Có khi nào thua ngược lại không chạy? Chẳng thế. Còn có 150 điểm mà làm khó quá. Yes. Những pha này gọi là niềm tin vào lá bài nè. Thắng xét nút. Hãy like và subscribe mình để mình có động lực để làm nhiều video hay hơn. Cảm ơn mọi người.